Kính chào khán giả Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô với Nguyễn Khanh. Hôm nay là ngày thứ hai 26 tháng 8. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt TV và lời chào đến bạn Đỗ Dũng. Câu chuyện ở thủ đô Washington ngày hôm nay là câu chuyện của cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump ghé thăm khu Eden Center. Khu Eden Center là khu thương mại của người của cộng đồng người Việt, tương tự như là khu Phước Lộc Thọ ở California. Ông Trump đến để ủng hộ cho cựu đại tá Hùng Cam ra tranh cử chức thượng nghị sĩ liên bang đại diện cho tiểu bang Virginia. Tôi thấy sự xuất hiện của ông Trump là điều đáng quý, nhưng mà tôi phải thú thật với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi luôn luôn mong là ước gì mình có một vị dân cử ở thượng viện, hạ viện cũng được. Nhưng mà riêng với trường hợp của đại tá Hùng Cao được sự ủng hộ của ông Donald Trump thì tôi e rằng là vẫn chưa đủ. Cái lý do rất là dễ hiểu. Tôi đã từng tham gia nhiều cái cuộc vận động tranh cử của ở nhiều cấp khác nơi thì tôi để ý thấy như thế này. Đối thủ của ông Hùng Cao là ông Tim Kaine. Ông Tim Kaine đã từng làm phó thống đốc tiểu bang, đã làm thống đốc tiểu bang, rồi sau đó làm thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang và đã từng được bà Hillary Clinton chọn đứng phó cho liên danh của bà vào năm 2016. Thành ra đánh một đối thủ nặng ký như vậy thì cái sự xuất hiện của ông Donald Trump trong vòng vài phút đồng hồ nó không có ảnh hưởng nhiều. Tôi nghĩ rằng là ông Hùng Cao, nếu mà tôi có cơ hội mà tôi được nói chuyện với ông Hùng Cao thì bảo rằng là bây giờ đại tá cần phải mở một cuộc rally, tức là làm sao phải tập họp được chừng 5-7 ngàn người ở một cái trường tiểu trung học nào đó, một cái sân vận động nào đó. Rồi sau đó mời ông Trump đến, ông Trump sẽ đọc một cái bài nói chuyện. Cái bài nói chuyện đó là phải nhắm vào hai mục đích. Cái mục đích thứ nhất là tại sao ông Trump muốn trở lại tòa Bạch Ốc, và tại sao ông Trump trở lại tòa Bạch Ốc lại cần có ông Hùng Cao, có cựu đại tá Hùng Cao ở tại Thượng viện. Tôi nghĩ là như vậy thì mới thành công. Cho đến giờ phút này thì tôi thấy là kết quả của những cuộc thăm dò cho biết là đối thủ của ông Hùng Cao là ông Tim Kaine, mà tôi vừa mới thưa cùng với lại anh Đỗ Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, đã được ít nhất 50% số phiếu. Trong khi đó thì ông Hùng Cao thì mới chỉ được có được chừng 20 mấy, 30 mấy là cùng, chứ không thể nào cao hơn được nữa. Thành ra là bởi như vậy, tôi mong ông Hùng Cao chiến thắng, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là cái con đường nó còn đầy chông gai. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn xin thưa cùng với lại quý vị khán thính giả và thưa cùng với anh Đỗ Dũng để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin được trở lại California với anh bạn Đỗ Dũng của chúng tôi. Tôi không biết đó có phải là chiến thuật mới của ông Donald Trump hay không. Bởi vì đây có lẽ lần đầu tiên ông đến vận động tranh cử cho một ứng cử viên gốc Việt. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi biết là ông Trump và ban vận động của ông mở ra một chiến dịch mới hoàn toàn để mà ngăn chặn cái khí thế của bà Kamala Harris. Anh biết là gần như trong cái tuần mà Đại hội Đảng Dân Chủ diễn ra ở Chicago là ông giống như là ẩn. Nhá, trước đó cũng ẩn, ông không có hoạt động nhiều. Rồi chỉ có bắt đầu ông hơi bực mình một tí cái lúc mà bà Kamala Harris mà phát biểu tối ngày thứ năm bảo mẹ nói nhiều quá, chấm dứt đi. Đó. Sau đó thì ông đi vận động ở North Carolina ngày thứ sáu và rồi thứ bảy chủ nhật rồi bắt đầu là xuất hiện một vài nơi, mà ngày hôm nay đó thì coi như là ông có thể nói là tăng tốc. Bởi vì anh biết là sau cái đại hội đảng á, thì từ ứng cử viên của tổng thống sẽ được khí thế lắm, đúng không? Điểm tăng nữa, bây giờ 7 cái thăm dò, 10 thăm dò đều bà lên hết. Bao giờ có chuyện bình thường giống như ông Trump hồi đó, sau đại hội là lên, nhưng mà sau đó thì không biết nó có lên không, mình không biết. Nhưng mà rõ ràng cái chuyện bà Kamala lên cái khí thế là ông là khó chịu về mặt cá nhân. Và về mặt chiến lược là cũng phải làm sao để cho người ta đừng có nhớ tới con mẹ này nữa, phải nhớ tới Donald Trump đó. Thì một trong cái điểm mà ngày hôm nay ông làm đầu tiên đó là cái chuyện ông đại tá Hùng Cao là chuyện nhỏ thôi. Cái chính là hôm nay ông đến thăm nghĩa trang quốc gia Arlington, kỷ niệm 3 năm ngày 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị tắt thở dưới triều đại của Joe Biden và Kamala Harris. Thế chưa? Ngày hôm thứ sáu rồi ở North Carolina ông nói luôn, bà này chịu trách nhiệm. Bà là người cuối cùng ở trong phòng, bà với lại ông Biden ở trong cái phòng đó mà quyết định rút binh sĩ ra khỏi Afghanistan. Mặc dù ông không nói, ai cũng biết ông là cái người mà thương thuyết để rút ra,
Nhưng mà anh có quyền hay không rút chứ, tại sao anh rút, anh chịu trách nhiệm. Nhưng mà anh chịu trách nhiệm là anh chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ anh hết tranh cử rồi, thế bà phó mà chịu trách nhiệm, đổ thừa luôn. Bà là người có tiếng nói cuối cùng mà bà đã không cản lại để cho ông Biden rút lui rồi, chết 13 binh sĩ hôm nay tôi đến thăm. À, thấy chưa? Rồi cái là ông sẽ coi như là tuyển mộ lại cái ông là Corey Lewandowski, à không biết các bà con gì biết là cầu thủ Ba Lan hay không, đang đá, đang đá nổi tiếng châu Âu đó. Ông này là trước trưởng ban vận động của ông hồi năm 2016, anh nhớ không? Corey Lewandowski là coi là chủ tịch Đảng Cộng hòa New Hampshire đó. Rồi, rồi cái là tính cái chuyện đó là bây giờ là gì? Họ tính nhiều chuyện lắm, đổi chiến thuật. Rồi ông sẽ trở lại X nè, tức là trước đây gọi là Twitter phải không? 90 triệu con nhang đang chờ đợi. Chút social ít quá. Ông sẽ trở lại X, bây giờ là có Elon Musk, đó là không có kiểm soát như tha hồ nói, bởi vì Elon Musk sẽ là thành viên nội các tương lai, anh thấy phe ta không? À, nhiều nhiều chiêu lắm. Rồi cái là bên ban vận động ông đang tính cái chuyện là bây giờ không cho ông đi nói linh tinh nữa, đại khái như vậy. Rồi nghĩa là đưa những người surrogate, là đại diện của ông đó, lên các cái đài truyền thông nói chuyện, lên cả các trang mạng xã hội, nói chung là bắt đầu quánh lớn, quánh cho con mẹ này kín tiếng luôn. Thưa anh, thay đổi chiến thuật như thế này, nếu như tôi nói là với anh như vậy đó, đặc biệt cái cú mà đi thăm Arlington bữa nay chỉ luôn tại con mộ này mà 13 binh sĩ bị chết đó, liệu có thay đổi được tình thế trong những ngày tới không? Xin mời anh. Chắc là tôi nghĩ rằng là đúng như là anh Đô Dũng và tôi đã từng nói chuyện với nhau, và thưa cũng với lại quý vị khán thính giả, cái đây 1-2 tuần lễ là chắc chắn là ông Trump sớm muộn gì thì cũng phải thay đổi cái chiến lược. Lý do là tại sao thay đổi chiến lược và chiến thuật là bởi vì chỉ có cách đó mới ngăn chặn cái khí thế của bà Kamala Harris. Đừng quên là từ ngày mà ông Biden loan báo cái quyết định là rời cuộc đua và sau đó là quyết định ủng hộ bà Kamala ra tranh cử tổng thống, thì rõ ràng là bà có một cái khí thế. Cho đến giờ phút này anh Đô Dũng cũng nói, vừa mới nói là bây giờ là một chục cái cuộc thăm dò thì tôi nhìn thấy là ít nhất là cũng phải 6-7 cuộc thăm dò nói rằng là bà Kamala Harris hoặc là đã trên ông Trump, hoặc là đã vượt qua ông Trump, hoặc là đã đang ngang hàng điểm với lại ông Donald Trump. Cho dù tôi cũng phải xin được nhấn mạnh ở đây là tôi vẫn thấy là cái kết quả của bầu cử nó vẫn còn rất khít khao, khó để biết được là ai là người thắng và ai sẽ là người bại, ông Trump thành công hay là bà Kamala Harris thành công. Nhưng bây giờ trở lại cái điều anh Đô Dũng nói, liệu là cái chiến thuật mới này có thành công được hay không? Tôi nghĩ là chiến thuật này làm có thể thực hiện được và sẽ thành công, với một cái điều kiện là người đứng đầu là ông Donald Trump, ông cũng phải đi theo đường đi nước bước của những người mà chúng ta gọi là surrogate, tức là những người đại diện cho ông, họ nói với lại báo chí như thế nào, và ông, tức là họ tất cả đều có bài bản và họ có chung một cái bài bản để nói rằng là nước Mỹ đang cần ông Donald Trump. Ông Donald Trump cũng cần phải cho người ta biết nước Mỹ cần tôi là bởi vì những cái điểm gì, chứ đừng có than thở chuyện quá khứ và đừng có chỉ trích người phụ nữ là đối thủ chính trị của mình. Nếu mà ông làm được như vậy, tức là nếu mà ông nghiêm túc, thì thưa với anh Đô Dũng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, thì chắc chắn là sẽ thành công. Tôi cũng phải thưa thêm một điều ở đây, tôi cũng hiểu là những người mà phía bên Đảng Dân Chủ thì chắc chắn họ cũng, thì đương nhiên họ cũng sẽ nghĩ rằng là ô, đừng có mơ tưởng chuyện mà đánh hạ được bà Kamala Harris ngay trong giờ phút này. Tôi hiểu được cái điều đó. Tôi cũng hiểu luôn là nhiều người của Đảng Dân Chủ cho đến bây giờ họ đang tin là sớm muộn gì thì bà Kamala Harris chắc chắn là sẽ thắng một phần, tức là cái phần phiếu phổ thông. Còn cái phần còn lại mà bà đang phải đối phó là cái phần cử tri đoàn. Tôi hiểu được điều đó, tôi nghe được điều đó. Nhưng mà đừng quên là nếu mà ông Trump nghiêm túc lại, làm việc chung với mọi người, thì tôi nghĩ rằng là ông có thể hạ được cái khí thế mà bà Kamala Harris đang có. Đó là cái nhìn của tôi với cuộc bầu cử đang diễn ra, cuộc vận động tranh cử đang diễn ra, thưa với anh Đỗ Dũng. Anh vừa đề cập đến một cái chuyện, tức là nói chuyện nó phải tập trung, phải vô cái vấn đề. Stay focused, dạ vâng. Stay focused, không có tấn công cá nhân v.v. Nhưng mà cái chuyện này là ông Trump đã trả lời tuần trước rồi. Ông bảo quý vị thấy không? Vợ chồng nhà nó, bọn nó đang tấn công tổng thống quý vị. Quý vị bảo tôi là bây giờ nói về policy à? Ông chịu. Và ngày hôm qua người ta lại nhắc lại cái chuyện mà ok, tôi sẽ cố gắng, I do my best, tôi không hứa hẹn gì đó. Nói chứ nó quánh tôi rác chứ, phải bảo tôi im sẽ được, phải không? Nó bảo tôi là quái gở này,
rồi cái là nói về cái cỡ cái sai của tôi vân vân, người ta xúc phạm lắm. Có cái chuyện mà anh bảo rằng là thăm dò có thắng hay không chưa biết, nhưng mà nửa con số mà hơn tôi là xúc phạm tôi vô cùng, anh thấy không? Là xúc phạm ông Trump lắm, dù ông biết rằng chưa chắc là cái thăm dò đó là nó đúng, đúng không? Nhưng mà ông, anh thấy ngay cả cái này Fox News á mà bảo thăm dò mà bảo hơn đó, ông chửi ngay, mắng ngay, bảo mình xin lỗi anh, cái CNN thăm dò tôi còn tốt hơn anh tào lao, anh hiểu không? Đó là xúc phạm ông Trump lắm. Nhưng mà trở lại vấn đề gọi là stay focused, tập trung, thì mấy bạn ban vận động ông Trump bây giờ họ đang tính cách như thế này à, sắp tới đây anh nhớ là sau cái ngày bị ám sát hụt là 13 tháng 7, mãi đến cuối tuần vừa rồi mới là lần đầu tiên ông, tuần trước thì đúng hơn, ông vận động ngoài trời và có là cái gì kiến chống đạn bao quanh vân vân vân, đúng không? Dạ vâng, đúng không? Mà dạ, không có khí thế, anh thấy có cái ông xỉu bước xuống luôn, bước xuống thăm hỏi luôn. Ông Trump là phải không có ngăn cản gì hết, bởi vì nó phải có cái luồng điện đi qua, nói nó mới khí thế. Nhưng mà bây giờ các ban vận động của ông á bảo là cái ông này á mà nếu có đông như vậy, có luồng điện đi qua là bắt đầu ông nói linh tinh à, thấy không? Không giận đâu, bởi vì khi mà ông nói ở dưới này yeah yeah oh my god yeah yeah, giống như trong những cái buổi mà gọi là cái gì tĩnh tâm hay gì của bên tôn giáo đấy, nhớ không? Khi mà các linh mục ấy là sao ghê lắm, hay là mấy ông mục sư đó, thì khi ông Trump khi thế vậy tốt, nhưng mà bắt đầu khi thế thì ông đã bậy. À, bây giờ bên ban vận động cũng đang tính này, sắp tới cho nói chuyện ở cái, những cái nhóm nhỏ hơn, thay vì là 10.000 người tôi có thể cho anh độ 5.000 thôi, để anh không khí thế thì anh mới focus cho được những cái chúng tôi nói. Liệu có được không anh Khanh? Ban vận động đang tính vậy, liệu có được hay không? Tôi nghĩ rằng là có lẽ không. Nếu mà tại sao? Vâng, trước hết là tôi đứng nhìn ở phía ban vận động là tôi thấy là như thế này, họ cũng thấy có một cái niềm tin, có một cái ánh lửa hy vọng nho nhỏ. Trước hết là tuần trước thì ông Trump bảo không, đường tao đi tụi bay đừng có cả. Ngày hôm qua thì ông bảo được rồi, bây giờ tôi lắng nghe quý vị rồi tôi sẽ cứu xét lại. Họ bảo à, như vậy đã là một cái bước tiến tốt rồi, bây giờ là từ từ là chúng ta sẽ đi đến cái mục tiêu, tức là để cho ông Trump nói chuyện một cái focus. Họ bảo rằng là bởi vì họ nghĩ như vậy, thật ra họ mới tính cái chuyện là từ 10.000 giảm xuống 5.000, 5.000 giảm xuống còn 2-3.000, tức là vẫn là một cái đám đông, một cái lực lượng mạnh đủ để cho ông Trump trình bày những điểm mà ông Trump trình bày. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái trường hợp của ông Trump thì là không là bởi vì lý do tại sao. Tôi để ý thấy là những người bạn của tôi bảo rằng là đã từng có lúc là ông Trump, ông đã đồng ý ông đọc teleprompter cơ mà, tức là viết gì thì ông sẽ đọc nấy. Và một cái thí dụ điển hình là ở ngày kết thúc Đại hội Đảng Cộng Hòa, khi ông nhận lời đề cử của đảng để mà ra tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ này, tức là 2024, cái phần đầu thì ông nói đúng là teleprompter, đúng y chang như vậy. Nước Mỹ chúng ta phải đoàn kết lại với nhau, chúng ta phải là một. Và ông hứa sẽ là tổng thống của Mỹ chứ không phải là tổng thống của Cộng Hòa hoặc là của Dân Chủ. Mọi người đều vỗ tay hoan hô. Bắt đầu ông trở lại câu chuyện cũ của ông. Thành ra họ bảo rằng là cái điều này là rất là khó. Tôi thấy rằng là cái khó đó là bởi vì cái tính của ông Trump nó như vậy. Anh Đỗ Dũng có mấy lần anh bảo với tôi là cái gì Giang Sơn thì khó đổi, mà bản tính khó rời. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dễ. Vâng, đó mà bản tính thì khó rời. Để rõ ràng là như vậy. Thành ra bởi vậy bây giờ họ có tính làm cái nhỏ hơn thì câu trả lời của tôi là vẫn không ăn thua gì, ngoài trừ những cái trường hợp, những cái buổi họp mà đóng kín cửa lại, tức là close door and then đóng kín lại. Ông Trump họp với lại ban tham mưu, ông Trump họp với lại những nhà tài trợ, thì lúc đó thì các câu chuyện nó hoàn toàn khác. Chứ còn ông Trump mà ông đã ra trước cử tri thì ông vẫn làm những cái điều như ông Trump đã từng làm trước đây, và ông Trump ông vẫn tin tưởng rằng cái điều đó đã đưa ông vào tòa Bạch Ốc thì không có một lý do gì mà không làm, bởi vì những điều đó cũng sẽ đưa ông trở lại tòa Bạch Ốc. Thưa với lại anh Đỗ Dũng. Rồi, tôi hiểu cái điều anh nói, tức là ông Trump ông sẽ không đồng ý vào cái đô của tôi là 10.000 trở lên. Dưới 10.000 là tôi nói không được, đúng không? Đại khái như vậy. Vâng. Bây giờ ban vận động bảo thưa ngài 5.000 hay là thôi 7.000 vừa phải. Nghĩa là bởi vì 10.000 là bắt đầu ngài nói linh tinh. Bây giờ 5.000 bảo ít quá, bây giờ chúng tôi xuống 7.000
thì vừa đủ để cho ông Trump nói. Bây giờ anh Khanh bảo là ông sẽ không nghe lời, tôi giả dụ ông nghe lời đi nha. Thì câu hỏi kế tiếp của tôi nè, đang có đô 10.000 với xuống 7.000, ông Trump sẽ không cất, nhưng mà liệu có mất khí thế của ông không? Ai hiểu tôi nói không? Tức là ở trong đây đó, anh cũng có cái được và cái mất. 10.000 thì có khí thế, nhưng mà sẽ bị lạc đề. 5.000 đó thì có thể là không lạc đề nhưng mất khí thế. 7.000 đó có thể là lạc đề một ít nhưng mà có khí thế một ít, đại khái như vậy. Liệu có được cái giải pháp đó không? Để chứ bây giờ ông Trump ông cứ đòi là phải không, đô tôi bây giờ là 15-20.000 chứ 10.000 cũng được. Thì ngài chỉ có thế là nói go make America great again nữa rồi, chẳng nói gì cả. Liệu có cái mức gọi là 7.000 không ai khách? Bây giờ 10.000 thì không được, 5.000 cũng không được luôn. Liệu có mức 7.000 để cho ông Trump có thể một phần nào đó, anh 10 điểm anh không nói được hết 10 điểm cũng nói được 5 điểm. Chứ cái điều mà cho cả ngày cứ chừng 10.000 mấy ngàn là ngày chẳng nói điểm nào cả. Xin mời anh. Khó quá anh Đồ Dục. Không, tức là cái gì không phải tìm một giải pháp nào đó để cho ông Trump ông nói chuyện chứ, đúng không? Tôi thấy rằng là ông Trump á là bây giờ là tôi có lần cái này tuần trước tôi còn nhớ tôi bảo ông Đỗ Dũng là bây giờ chỉ có những người trong gia đình của ông Trump phải đi sát với ông Trump, phải đứng bên cạnh của ông Trump, rồi họ sẽ nhắc nhở ông Trump để bay ra ông Trump ông mới stay focused, mới làm đúng những cái điều mà ủy ban vận động tranh cử dàn tham mưu của ông mong muốn ông làm. Chứ còn nếu mà không á thì là một mình ông thì mà 10.000 hay là 5.000 hay là 7.000 thì ông cũng sẽ nói những cái chuyện ngoài lề. Và rốt cuộc sau thì ông đâm ra là ông bắt đầu ông chỉ trích ngay cả những người bạn của ông, những người khuyên ông là ông ơi làm như vậy thì khó ăn lắm. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chiến thắng nếu mà ông làm như thế này và thế này. Thưa với anh Đỗ Dũng, tôi thấy là khó quá, khó để mà kiềm chế được ông Trump lắm. Bởi vì ông Trump ông tính tình của ông đã như vậy rồi. Và ông ấy, tôi tin là ông Trump ông nghĩ rằng là hồi 2016 có ai biết tôi đâu, mà tôi làm như vậy mà tôi vào được tòa Bạch Ốc. 2024 cả thế giới này biết tôi làm như vậy thì đương nhiên tôi phải trở lại tòa Bạch Ốc. Cái chuyện đó là điều ông sẽ nghĩ. Và ông có đủ mọi lý do để ông nghĩ cái điều đó và ông tin ở điều đó. Thành ra thưa với anh bảo 10.000 thôi, 5.000, 10.000 thì nhiều, 5.000 thì ít, 7.000 là trung bình để cho ông Trump. Tôi nghĩ rằng là mấy nghìn thì ông Trump cũng vậy thôi chứ không có thay đổi đâu, thưa với anh. Một cái nữa mà người ta bảo là cái chiến thuật của ông đang thay đổi trong những ngày tới, đó là cái cuộc mà tranh luận vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Vâng. Thì anh biết rồi đó, các cuộc tranh luận đó là hai bên đồng ý một cái, CNN cái ABC là hai bên tắt microphone hết. Sau đó thì ông Biden rút lui. Ông Trump bảo vậy thì cái cú 10 tháng 9 không làm, bây giờ đề nghị 4 tháng 9 là Fox News. Bà Kamala không chịu, bảo thôi giờ mình cứ giữ nguyên cái như cũ là ngày 10 tháng 9. Cuối cùng ông đồng ý. Đồng ý thì bây giờ đó là bên bà Kamala bảo ê, mở microphone lên luôn, không tắt. Bên ban vận động của ông Trump, tôi nhắc lại nhé, ban vận động của ông Trump bảo không, mình giữ nguyên cái quy định cũ, là tắt hết. Tắt hết. Bởi người ta bảo là bên ban vận động Trump sợ bây giờ mở lên bắt đầu là vô bẫy của bà Kamala Harris, là bà sẽ tập tức trong này nói linh tinh và bà muốn cho người dân Mỹ nghe ông này nói linh tinh như nào. Nhưng mà ông Trump ấy sáng nay ông bảo đó là điều này là khó lắm, thấy không? Tôi là cái chuyện mà cái thay đổi rule này, nhưng mà trong chốn riêng tư ông nói luôn là tôi ok với chuyện mở microphone, nếu tôi chỉ không thích là thay đổi cái quy định vào phút chót là không được, chứ tôi là ok. Tức là ông cũng sẵn sàng chơi luôn. Ông đâu có sợ đâu. Anh em, thì anh đó cũng là một lỗi là đổi chính luật đâu. Ban vận động là không, để yên không ai được nói. Tức là khi ông Trump nói thì microphone bà kia phải tắt, khi bà kia nói thì bên này tắt. Nhưng bây giờ bà kia đòi nghĩa là mở luôn, chơi tới bến luôn. Ban vận động bảo không, nhưng mà ông Trump bảo ê, tôi chơi. Thứ anh như vậy là ông Trump ông lại trở lại với cái mà ông đã từng thắng trước đây trong các cuộc tranh luận. Ông cũng có cái lý của ông chứ phải không? Anh nghĩ sao về chuyện này? Thì tôi đã bảo điều đó là đương nhiên rồi. Cái lý của ông là ngày xưa 2016 không ai biết tôi cả. Nhưng mà cái chuyện microphone mở như vậy tôi cứ nói thế này nói thế kia, rồi người ta biết tôi, người ta chọn tôi vào tòa Bạch Ốc. Thì tại sao bây giờ 2024 không làm lại đi, rồi tôi cũng sẽ làm như thế và tôi sẽ trở lại tòa Bạch Ốc.
Cái chuyện đó là cái suy nghĩ của ông Donald Trump. Nhưng mà dàn cố vấn của ông, ban tham mưu của ông thì họ lại nghĩ khác. Các ủy ban vận động tranh cử thì họ phải tính toán từng từng chút một. Chứ không phải là chỉ có một cái yếu tố Donald Trump được cân nhắc, mà phải có những cái yếu tố khác nữa. Đó là cái yếu tố của cử tri, cái yếu tố của người nghe. Họ phải biết là cử tri muốn nghe những gì, và họ mong là ông Trump chú ý đến những cái điều mà cử tri muốn nghe hơn là những điều ông Trump muốn nói cho cử tri nghe. Thưa với anh Đỗ Dũng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, tôi thấy là như thế này. Nếu thấy là làm việc cho ông Donald Trump chắc cũng không phải là dễ đâu. Trước hết là tôi biết là những ông với lại những người là khi mà ông đắc cử thì ông chọn những nhân vật tài ba nhất của nước Mỹ đứng vào trong chính phủ của ông. Nhưng mà rồi rốt cuộc sau rồi hết người này bỏ đi đến người kia bỏ đi, rồi ông mắng hết người này đến người nọ, vân vân và vân vân. Cái này thì Đài Fox cũng đã có một lần đặt câu hỏi với ông rồi, thành ra tôi không cần phải nhắc lại. Nhưng mà tôi thấy rằng là đúng, làm việc với ông Donald Trump khó lắm, bởi vì tính tình của ông thay đổi và ông sẵn sàng ông thay đổi bất kể giờ nào, lúc nào, ở đâu, ông cũng có thể thay đổi cả. Có những nhà chính trị gia của Hoa Kỳ thì họ luôn họ có thay đổi, nhưng mà cái principle của họ thì họ không thay đổi. Ông Trump thì ông làm đủ mọi thứ hết. Biết làm sao mà ông Trump nghĩ rằng là thay vì là ông nghĩ rằng là tôi phải trình bày cho cử tri biết là đây là cái mục tiêu của tôi, thì tôi sẽ nói cho cử tri nghe là những cái gì tôi muốn nói, chứ còn cái mục tiêu thì không phải là cái điều quan trọng. Tôi cảm có cảm tưởng là như vậy, thưa anh Đỗ Dũng. Bây giờ câu hỏi chót cho anh đó, trong cái chuyện này. Ông Trump á, như vừa rồi anh nói đó, là mấy người kia cứ bảo ông thế kia phải theo nó, ông bảo mấy anh biết cái quái gì, mấy anh có ứng cử tổng thống như tôi đâu mà anh biết, tôi ứng cử tổng thống nổi biết chứ. Đúng không, ông nói cái đó là hợp lý à, hợp lý à, đúng. Anh không cãi được à, tôi đúng không, là ông Trump ông nghĩ như vậy và ông sẽ không cãi được. Bây giờ đây là chiến thuật của ông nè, ngoài những cái thay đổi như tôi nói, ông có vẻ vẫn muốn tiếp tục cái chiến thuật nói chuyện trước đám đông. Bởi vì sao? Đám đông muốn nghe ông nói chứ không phải nghe nội dung ông nói. Anh có thấy điều đó không? Dù ông nói dối, nói xạo, bịa chuyện thì người ta không quan tâm, người ta chỉ muốn nghe và muốn thấy cái điệu bộ, cái lời nói, cái khí thế của ông thôi. Cho nên 10.000 là không đủ, nó phải tăng lên 20-30.000, thậm chí cả 100.000, thậm chí cả triệu. Đó là cái đặc điểm của ông. Bây giờ bảo nói chính sách. Chính sách gì? Bà kia không có nói chính sách đâu mà nói anh chi? À, anh thấy không? Anh thấy không? Rõ ràng cái ban vận động có bảo là bà kia không có chính sách gì để nói. Ngài phải nói những chính sách của ngài này. Lạm phát này, biên giới này, thấy không? Kinh tế này, quân sự này. Ông Trump có thể ông nghĩ, đúng, tôi nói cái đó có thể là tôi ăn. Nhưng mà không ăn được cái đám đông của tôi. Đám đông của tôi nó không cần nội dung, nó chỉ cần tiếng nói của tôi và những cái bài hát của tôi nhảy, tôi đội cái nón là tôi ăn tiền. Cho nên sẽ tiếp tục với cái đó, nó hiệu quả hơn. Câu hỏi chót anh, anh nghĩ ông Trump đúng là ban vận động của ông đúng? Anh thấy ông có thể lập luận nè, nói chính sách gì, bà kiểu có nói chính sách gì đâu mà tôi nói. Xin mời anh câu chót anh. Câu trả lời của tôi là tôi ủng hộ ban vận động của ông Donald Trump. Tôi ủng hộ ban tham mưu của ông Donald Trump. Lý do rất là dễ hiểu. Những người nào mà xếp hàng để đến nghe ông Donald Trump nói, họ đã từng nghe những cái điều ông Donald Trump nói nhiều lần rồi. Và ông Donald Trump chỉ làm hài lòng cái người ta gọi là cái base của ông mà thôi. Tức là cái số cử tri MAGA mà ông đang có ở trong thành. Cái số cử tri MAGA này ông đã có đủ rồi. Ông không hơn được nữa, ông cũng không kém. Nhưng mà chưa đủ để đưa ông trở lại tòa bạch ốc. Ông muốn trở lại tòa bạch ốc thì ông phải nói về chính sách. Bởi vì đừng quên rằng là có rất nhiều những nhóm cử tri khác, cử tri độc lập, cử tri trẻ, rồi cử tri phụ nữ vân vân và vân vân. Những nhóm cử tri khác họ đang chờ đợi xem giữa ông và bà Kamala Harris có cái gì khác biệt nhau. Và sau đó họ đặt vào bàn cân để ngày 5 tháng 11 họ mang cái quyết định của họ vào, viết vào trong lá phiếu mà họ sẽ chọn người lãnh đạo quốc gia. Ông Trump bây giờ những cái điều ông trình bày cả thế giới họ đều biết rồi. Chứ đừng nói chi là những người ủng hộ ông. Thành ra bây giờ ông phải nói khác hơn. Và ông nói khác hơn thì chẳng có cái gì cả. Ông vẫn giữ được cái tính tình của Donald Trump.
Nhưng mà một Donald Trump khác, Donald Trump nhấn mạnh về chính sách. Tôi, nếu tôi lên làm tổng thống thì tôi sẽ làm như thế này. Bà kia làm như thế là sai, bởi vì tôi sẽ làm như thế này. Ông phải trình bày từng vấn đề một. Và nếu mà ông làm được cái điều đó, thì thưa với anh Đỗ Dũng, tôi phải xin nhắc lại lời mà ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói cách đây 8 ngày trước đây. Ông bảo rằng là cái cuộc tranh cử này là mình chiến thắng, nhưng mà với một điều kiện là mình phải stay focus, với một điều kiện là đừng có đi lan man đi ra ngoài đời, mà mình dành hết thời giờ nói về vấn đề chính sách. Đó là vấn đề cử tri mong đợi. Thành ra tôi chỉ có thể nói nhắc lại cái lời của ông thượng nghị sĩ Graham. Và tôi biết là ông Trump ông bực bội về cái này lắm. Ông đã từng lên tiếng mắng mỏ ông Graham này. Ông bảo là ô ông đâu vào ba lát, ông đó nếu mà không có tôi ủng hộ thì làm sao mà vào được ghế thượng nghị sĩ, đại khái là như vậy. Nhưng mà thưa với cựu tổng thống Donald Trump, nếu mà ông muốn chiến thắng thì ông phải stay focus. Thưa với anh Đỗ Dũng. Cảm ơn Khanh rất nhiều. Cảm ơn quý giả theo dõi chương trình này. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình ngày mai. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.